Thế rãi không? Dạ không. Con gì đây? Con rắn. Con rắn phải con rắn không? Đây là con rắn đó. Con rắn hả? Wow. Thấy không? Wow. Phải con rắn không? Con rắn đi tóc sợ. Chạy ra ra trời. Ôi. Chạy ra. Tránh cha ra. Trai. Cái gì? Trai đi vào đi, trai đi vào. Trai đi vào. Trai đi vào đi. Trai đi vào đi. Trai biết con rắn gì đây không? Ơi! Đi, đi, trai đi sang anh, trai đi ra đi. Đi. Thấy không? Ui, 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 con rắn, con rắn xanh đó. Con rắn xanh. Trai đi ra đi. Chạy đi ra, chạy đi ra để bố đi ra trước. Ê, nó cong hình chữ S luôn. Cẩn thận nó tuột rồi đó, sắp tuột rồi đấy. Ghê không? Ghê không? Chưa, con này chưa to. Ừ. Ừ. Con gì? Trai đi ra xa, trai đi ra xa ra. Ờ cẩn thận. Rồi. Trai đi ra xa. Trời ơi. Mà chú tụi chỉ bắt tử trường sinh một phát anh. Đi ra xa đi, đừng có lại gần. Đừng có lại gần con rắn thanh này. Trai đi xa ra, trai cứ men vào đây làm gì trai? Trai men vào đây làm gì? Ôi ơi ơi, đi con bé này xa ra. Đi đi đi. Đi đi. Đi đi. Đi camera men. Nhìn nó to dữ trời. To không? Nó to quá trời. Để con nhìn vô cam. Đứa nào dám cầm có cái thằng kia nó bắt nè. Con tránh tránh tránh. Trời ơi. Có thằng bảo dám cầm chạy ra hết trơn. Có dám không? Đứa nào dám cầm con rắn này? Ừ. Cách nào? Cách nào đây? Có cách nào để giải quyết nó đây? Trai đi xa ra trời ơi nó gừng. Ôi ơi, cái gần đừng lấy gần để con xem nó coi. Lấy cái kéo nó cắt. Lấy cái cây đi. Lấy cây đi chuẩn bị hành hình. Kiếm cây đi. Kiếm đi. Kiếm cái cây khác đi. Lấy con gà cây. Ui. Đó là người. Nhanh lên kiếm cây đi. Đi. Cái đi. Nó chết chưa? Cây to kìa. Ghê quá. Chị nghe nói là cắt cái đầu nó đi. Ừ, đúng rồi. Nhưng mà cắt cái đầu nó không sống đâu. Ừ, cắt cái đầu này nó vẫn còn sống. Nó thành rắn. Ừ. Ừ. Bố thử cắt cái đầu ra tao. Ừ. 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 Trèo vô cái điện thoại bây giờ. Ừ. 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 Cái gì? Ghê vậy? Đúng không? Cười gì quá. Đi lại kia đi. Ừ. Đi trai, trai đi ra ra trai đừng có lại gần đây trai. Cái này này chú Tùng. Chuẩn bị. Chú Tùng thả xuống cũng đập phát rồi. Chuẩn bị hành hình. Từ từ. Từ từ đi trai đi ra xa. Gặp đi, chạy đi ra xa để ra, anh xin anh là anh biệt lắm. Ừ quá. Chạy xe xe kìa chạy. Đi chưa? Đâu?
ngồi đâu. Tránh xa ra. Lần cuối cùng có con này chứ. Tránh xa ra. Ui, ừ, chưa. Từ đâu, cô chặt kiểu băm băm thịt bò. Băm thịt bò. Ý. Ý. Băm cái đầu nó đi, băm đi. Băm đi. Con này nè Long. Ui. Đứt đầu. Ừ. Không bắt đâu. Ai bắt đâu, ai mà dám bắt con này. Ai bắt giờ? Chú Tường lấy cái đũa chú Tường bắt chứ ai. Trời ơi, nó chết rồi. Chết chưa? Chết rồi. Yeah. Cái đầu của nó mà lủng đầu đi chết cha. Rắn ghê quá.